Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ sáu, ngày 15 tháng 12 năm 2023. Mình phải cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, chốt phiên giao dịch hôm nay thứ sáu, ngày 15 tháng 12, giá vàng trong nước điều chỉnh tăng đồng nhất ở các thương hiệu. Theo đó, chốt phiên hôm nay, giá vàng được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh mức giá từ 100 cho đến 400 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Trong khi đó, giá vàng thế giới đảo chiều tăng và vượt qua ngưỡng 2.040 đô la Mỹ một ounce. Cho dù đồng đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tiếp tục ở vùng thấp. Cụ thể, với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở chiều mua hiện đang có mức giá 73.500.000 đồng một lượng, chiều bán 74.520.000 đồng một lượng, tăng 200.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC cũng đang mua vào với mức tương tự tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC 1 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 73.200.000 đồng một lượng, chiều bán 74.300.000 đồng một lượng, giá không thay đổi so với phiên trước đó. Tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá cao hơn so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 73.400.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 74.400.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 1 triệu cho đến 1.100.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh tăng ở cả hai chiều. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 73.500.000 đồng một lượng, chiều bán 74.500.000 đồng một lượng, tăng 200.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 73.500.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 74.500.000 đồng một lượng, tăng 200.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG 1 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC giảm 100.000 đồng một lượng chiều mua và giữ nguyên chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 73.300.000 đồng một lượng, chiều bán 74.300.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu tăng 150.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 73.500.000 đồng một lượng, chiều bán 74.450.000 đồng một lượng. Tại Mỹ Hồng SJC tăng 100.000 đồng một lượng chiều mua và chiều bán giữ nguyên. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 73.500.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 74.100.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank tăng 400.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 73.500.000 đồng một lượng, chiều bán 74.300.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9, vàng nữ trang trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh tăng khá mạnh ở cả chiều mua và chiều bán từ 125.000 đồng một lượng đến 300.000 đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 23.881.000 đồng một lượng đến 60.950.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 25.881.000 đồng một lượng đến 62 triệu đồng một lượng. Thưa các bạn, ngay tại thời điểm cuối ngày hôm nay, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 2.043,5 đô la Mỹ một ounce. Trong phiên, vàng thế giới đã tăng khoảng 7,4 đô la với tỷ lệ 0,36%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 2.031 đô la Mỹ và cao nhất 2.044 đô la Mỹ một ounce. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 60 triệu đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước 14.500.000 đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn bố số 9 2 triệu đồng một lượng.
Tiền đề từ Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 42.775 đô la Mỹ một đồng, trong phiên đã giảm 0,59%. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, hiện đang đứng tại mức 102,02 điểm, trong phiên đã tăng 0,06%. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đứng tại mức 3,912% một năm, giảm 0,44% trong phiên. Giá dầu thô thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 72,16 đô la Mỹ một thùng, trong phiên đã tăng 0,5%. Thưa các bạn, kim loại quý màu vàng thế giới đã chạm mức cao nhất trong 10 ngày khi đồng đô la và lợi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ giảm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed báo hiệu kết thúc chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ. Đồng đô la Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng, trong khi lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 7, đã thúc đẩy nhu cầu đầu tư vàng trên thị trường kim loại quý. Chiến lược gia hàng hóa ông Daniel Gali của TD Security cho biết, quan điểm ôn hòa hơn từ Fed là tích cực đối với thị trường vàng vì nhu cầu của các nhà đầu tư là một trong những yếu tố còn thiếu để duy trì đà tăng của kim loại quý này lên mức cao nhất mọi thời đại. Ông Jocelyn Stanley, chiến lược gia vàng của Global Advisor cho rằng tín hiệu của Fed là lãi suất sẽ giảm vào năm 2024 đã tạo ra một số động lực lành mạnh trên thị trường vàng và điều đó có thể sẽ đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục trong năm mới. Tuy nhiên, vị chuyên gia này lưu ý, thời điểm vàng chinh phục kỷ lục mới sẽ phụ thuộc vào thời điểm cắt giảm lãi suất của Fed. Trong dự báo mới đây, các chuyên gia của Global Advisor nhận thấy khoảng 50% khả năng vàng sẽ giao dịch trong phạm vi từ 1.950 cho đến 2.200 đô la Mỹ vào trong năm tới và khoảng 30% khả năng sẽ dao động trong khoảng từ 2.200 cho đến 2.400 đô la Mỹ. Ông Milling Stanley cho rằng sức khỏe của nền kinh tế sẽ quyết định giá vàng sẽ tăng cao như thế nào. Một kịch bản suy thoái sẽ sớm đẩy giá vàng lên mức cao nhất mọi thời đại. Chuyên gia này nói thêm, trong năm 2024, vàng sẽ được thúc đẩy bởi lo ngại căng thẳng địa chính trị, lực cầu tăng cao từ một số thị trường cộng với nhu cầu bổ sung vàng của các ngân hàng trung ương. Ông David Meager, giám đốc giao dịch kim loại quý của Futuri nhận định, xu hướng đi lên hiện tại của vàng sẽ là một đợt tăng giá bền vững. Chiến lược gia trưởng về tiền tệ ông Adam Button của Forest Line lưu ý, Fed đã tiến gần hơn đến kỳ vọng của thị trường. Điều này cho thấy thị trường đang đi đúng hướng. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ 6, ngày 15 tháng 12 năm 2023 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình buổi tối thật nhiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.